Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Bước vào những tháng cuối năm, mỗi người đều trở nên khẩn trương và bận rộn hơn, với mong muốn mình có thể xây dựng lại được một nền tảng kinh tế để có thể bước sang năm mới may mắn và phát triển thịnh vượng. Tuy vậy, mọi sự cố gắng chưa chắc đã được đền đáp. Cần cù, chăm chỉ là yếu tố cần, còn yếu tố đủ thì cần có sự may mắn và đúng thời điểm. Liên hệ với tử vi học, mỗi một năm trôi qua sẽ có những con giáp phát tài và cũng có những con giáp chịu vận hạn khó khăn. Trong năm 2021, Thái Tuế Hung Tinh gọi tên tuổi Thìn, dự báo một năm mới, sự nghiệp thăng trầm, khó mà biết trước được. Vậy trong năm Tân Sửu, vận trình công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên của tuổi Thìn sẽ diễn biến như thế nào? Kênh Phong Thủy Sa Cát xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Thìn trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Thìn chính thức bước vào giai đoạn tuế phá. Cuộc sống gặp nhiều sóng gió, bấp bênh. Sao Thái Âm chủ âm thịnh, dương suy, năm nay tuổi Thìn có hy vọng được quý nhân trợ lực. Bạn chỉ cần nắm chắc kế hoạch của mình thì sự nghiệp và chuyện tình cảm sẽ có cơ hội tiến triển. Tuy nhiên, khó lòng mà xoay cả càn khôn làm chủ cục diện. Quan tác và cầu thần là hai hung tinh phá hoại khiến cho người tuổi Thìn khó chống đỡ. Tuy trong mệnh gặp Thái Âm quý nhân âm thầm trợ lực, tuy nhiên, khó lòng mà xoay diện càn khôn làm chủ cục diện. Tuy nhiên, khó lòng mà xoay chuyển càn khôn làm chủ cục diện. Tử vi tuổi Thìn năm 2021 có nhiều mục tiêu, giữa năm có thể cảm thấy bản thân khó phát triển, nhưng bạn đừng để cảm xúc ảnh hưởng, khiến cho bản thân suy sụp. Tử vi khuyên bạn cần phải tự tin, tin tưởng vào bản thân để có thể vượt qua chặng đường phía trước. Mặt khác, năm 2021 Tân Sửu, tuổi Thìn phạm Thái Tuế, cho nên chúng nhất định phải đề phòng tiểu nhân, tránh bị người khác hãm hại. Để được Thái Tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2021 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh quán tác và cầu thần, mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống cho bản mệnh. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Thìn sẽ phải trải qua trong năm 2021 sắp tới, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Sa Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Thìn qua tất cả các phương tiện. Đầu tiên, về sự nghiệp. Theo dõi tử vi năm 2021, sự nghiệp của tuổi Thìn năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh. Chuyện học hành thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Trong năm bản mệnh còn gặp phải cầu thần khi làm việc thiếu ý chí, làm việc uể oải. Bản mệnh phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng, cũng đừng chần chừ, do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Năm nay, về mặt sự nghiệp, mệnh chủ tuổi Thìn dễ dàng được sự trợ giúp của người có chuyên môn thâm niên giúp mở rộng tầm nhìn, xác định rõ ràng mục tiêu, phương hướng, khiến họ có được quyền lãnh đạo trên cương vị công tác. Cùng với đó, sự nghiệp cùng với công việc học tập của mệnh chủ tuổi Thìn được phát triển mạnh. Những cố gắng của bạn trong năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp phát triển đồng thời cũng có nghĩa áp lực luôn đi theo, bởi vì cái được gọi là tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm.
Đôi khi sẽ gặp phải những khó khăn, nhưng bạn hãy yên tâm một điều, đó chính là quý nhân sẽ luôn luôn ở bên bạn, giúp bạn vượt qua hết tất cả những khó khăn, sóng gió. Tuy mệnh chủ phải xử lý công việc thêm, nhưng không được chỉ quan tâm về mặt tổng quan, phải quản lý chi tiết nhất có thể để mọi việc tiến triển thuận lợi, hanh thông. Việc học tập rất tốt, gặp được thầy giỏi, hiệu suất học tập được nâng cao. Ngoài ra, bản mệnh sẽ bị sao Ngũ Hoàng chiếu mệnh. Đây là một hung tinh lớn, sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho mệnh chủ, khiến cho vận quý nhân cũng bị ảnh hưởng nhiều, gặp phải thị phi và tai tiếng. Trong năm nay, mệnh chủ muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình thì phải sử dụng ngay pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ giúp bạn chiêu mời quý nhân, phù hộ cho bạn trong sự nghiệp, tăng may mắn, chiêu tài lộc khi bát thìn, chiêu tài lộc cho tuổi thìn. Ngoài ra, pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh còn giúp tuổi thìn xua đuổi hung tinh, cầu thần và ngũ hoàng, hóa giải thị phi và tai tiếng. Về mặt tài lộc, xem vận trình tài lộc của tuổi thìn năm 2021, con giáp này có tân kim thiên quan, tọa thái tuế thiên tài, nghĩa là có tài quan lưỡng vận. Trong năm, đường tài lộc khá tốt. Thái tuế lưu niên cùng mệnh chủ tuổi thìn có mối quan hệ ngũ hành tương khắc, nên với bạn sẽ khó có tiếng nói chung với người khác, nên phải hết sức chú ý. Bên cạnh đó, mệnh chủ tuổi thìn vẫn có cơ hội làm quen với những người có trình độ chuyên môn, nổi tiếng, có quyền uy và có khả năng xuất hiện mối quan hệ hợp tác thực chất, tăng thêm cơ hội có lợi nhuận, mang đến một khoản thu nhập không tồi do có tài tinh chiếu mệnh trong năm. Vậy nên, mệnh chủ sẽ cần chú ý rất nhiều trong việc giao tiếp cũng như các mối quan hệ xung quanh. Với sự chỉ dẫn của quý nhân, mệnh chủ tuổi thìn vẫn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính. Ví dụ như kinh doanh nghề phụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thu nhập. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi thìn có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan những ngành nghề hành thổ như nông lâm nghiệp và bất động sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Đây là một năm có tài vận ổn định, làm càng nhiều càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu khó bỏ công sức ra, chắc chắn sẽ có lại được thành quả ngoài mong đợi. Tài vận cũng khá, nhưng hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dẫn đến sự phá sản, kẻ xấu dẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Người tuổi thìn muốn tăng cường các mối quan hệ, tài lộc và sự nghiệp thì hãy sử dụng pháp khí vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực tam hợp khí của pháp khí sẽ giúp bạn hóa giải những xung khắc của con giáp, khiến mọi mối quan hệ trở nên tốt hơn, từ đó có thể tăng thêm nhiều khoản thu nhập vào ví của bản mệnh. Pháp khí còn giúp bạn có nhiều tài lộc, may mắn, thuận lợi hơn trong sự nghiệp năm 2021 và xua đuổi những vận xui và kẻ xấu vây quanh bạn. Về mặt tình duyên, tuổi thìn bước vào năm Tân Sửu, thái tuế trợ đào hoa, hồng loan, cát tinh nhập mệnh mang tới nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Tân kim lộ xuất thực thần, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm nay, đào hoa vận cực kỳ vượng, sẽ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Con giáp này sẽ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, cũng giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh và thực tế nhưng khá tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái. Ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song tuổi thìn nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là quả tú chiếu mệnh, sẽ có thể tạo ra một dạng đào hoa sát, khiến mệnh chủ sẽ có được nhưng cũng sẽ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng, giữ gìn trong tay mình. Có thể chỉ là cơn mưa thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn sẽ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc của gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Tuổi thìn bởi quá mức chuyên tâm phát triển sự nghiệp mà chảnh mảng với gia đình và nửa còn lại, khiến cho đối phương trong lòng có bất mãn, làm cho tình cảm rạn nứt. Tuổi thìn nên cân đối tốt giữa công việc với gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa còn lại. Mệnh chủ sẽ cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi.
Để tăng cường nhân duyên, người tuổi Thìn cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân. Vòng sẽ giúp bạn tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp được người khác phái sẽ nhiều hơn. Từ đó, có cơ hội lựa chọn cho mình một người bạn đời phù hợp. Còn đối với những người đã có đôi, có cặp, thì vòng sẽ giúp bạn chiêu mời quý nhân, giúp bạn cảnh tỉnh hơn với những mối quan hệ ngoài luồng, hóa giải tình duyên và tăng cường tình cảm giữa bạn và người ấy. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Thìn năm 2021 dự báo tình hình sức khỏe của bạn không tốt lắm, cho nên bạn ngoài thời gian đi học, đi làm thì nên hạn chế đi ra ngoài, đặc biệt là du lịch xa hay đại loại như thế đều không nên. Tử vi khuyên bạn nên hạn chế việc ăn chơi rượu chè, đàn hát. Nếu cứ ăn chơi như thế một thời gian dài thì sức khỏe của bạn cũng không thể chịu nổi mà mang đến những ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, nếu như cơ thể từng bị bệnh thì nên chú ý đi kiểm tra định kỳ. Người tuổi Thìn cao tuổi nên chú ý nghỉ ngơi, ăn uống, bảo vệ sức khỏe. Ngoài việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất thì rèn luyện thể dục thể thao cũng là một cách để chúng ta nâng cao sức đề kháng, bảo vệ bản thân. Trong năm 2021, tử vi khuyên bạn nên chú ý tập trung khi tham gia giao thông, nếu không sẽ gặp nhiều tai nạn. Các thầy gia cát khuyên bạn hãy dùng thêm pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ như một tấm bùa bình an, che chở và giúp đỡ bạn tránh xa được những vận hạn và tai nạn không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.